Kim Họ xin kính chào quý vị, các anh chị, các bạn. Hôm nay Kim Họ xin gửi đến mọi người một bài hát nhắc nhớ tới Sài Gòn thân yêu của chúng ta. Hiện nay Sài Gòn đang bệnh rất nặng. Xin mời mọi người cùng lắng nghe bài hát Chiều trên phá Tam Giang, thơ của Tô Thùy Yên và nhạc của Trần Thị Thanh. Thành phố
xin kính chúc quý vị đêm thật là ngon giấc và một ngày bình an.